bộ phim Nghe nói em thích tôi. Tập 33. Tình hình phổi đã đỡ hơn chưa? Cũng không tính là đỡ hơn, nhưng bây giờ đã ổn định, không trở nên tệ hơn. Không tệ hơn là tốt rồi. Nhưng giờ áp lực nội sọ luôn ở mức cao. Nếu tiếp tục dùng nhiều manitol, bệnh nhân mắc suy thận hay rối loạn điện giải thì phải làm sao? Bác sĩ Ngô, tiếp tục quan sát. Có vấn đề gì thì báo ngay với tôi. Vâng, bác sĩ Trình. Chú Nhiếp, hiện tại thì tình hình phổi của Nhiếp Tinh coi như đã ổn định lại. Những cái khác thì phải quan sát thêm. Cảm ơn cậu. Đây là điều chúng tôi nên làm mà. Chú không thể ở lại đây quá 2 phút. Tôi biết. Sao em lại quay lại đây thế? Em để cô lại một mình à? Ăn cơm chưa? Anh vẫn chưa ăn, mình đi ăn nhé. Tìm chỗ nào nói chuyện đi. Lúc trước lão Ninh cũng hay thích lên đây. Cũng không biết cậu ấy lên đây là để nhìn cái gì nữa. Em gọi điện nói với anh rồi mà sao anh không chịu nghe thế? Có phải anh muốn nhân lúc Ninh Chí Khiêm không ở đây tìm cơ hội chứng minh bản thân không? Anh muốn tìm cơ hội thì cũng phải tìm một ca phẫu thuật dễ làm một chút chứ. Ca phẫu thuật của Nhiếp Tinh dù là đích thân Ninh Chí Khiêm làm cũng chưa chắc đã cứu được. Thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Có phải em nghĩ việc Ninh Chí Khiêm không làm được thì anh nhất định sẽ không làm được không? Anh thừa nhận, xét về năng lực thì đúng là anh không bằng lão Ninh. Nhưng có một cái anh hơn cậu ấy. Anh đã phẫu thuật thì chưa chết người bao giờ. Cái này thì cả khoa ngoại thần kinh không ai bằng anh. Không phải vì anh giỏi giang gì, mà là vì anh luôn chỉ chọn cứu bệnh nhân cứu được. Một khi có nguy cơ thì anh sẽ đẩy cho người khác. Sau lần này anh không làm thế đi. Có những chuyện không phải mình muốn tránh là tránh được. Lúc gọi điện anh cũng nói rồi, anh là một bác sĩ, có bệnh nhân ở trước mặt anh cần anh cứu. Anh thực sự không thể thuyết phục được mình không cố thử. Nếu lần này anh làm phẫu thuật thành công thì chúng ta kết hôn đi. Nếu thất bại thì chia tay. Viện viện, anh rất vui vì em trở lại. Em nhắn tin cho anh nhiều như thế, sao anh không trả lời? Bên đó đang chiến tranh, anh cũng phải nói gì cho em yên tâm chứ. Em nhắn tin cho anh nhiều như thế mà sao anh không trả lời? Gọi điện cũng không nghe máy. Anh thấy tin nhắn của em thì phải gọi cho em ngay đấy.
ở đây. Sao thế? Anh không sao thì tốt quá rồi. Nhớ anh chết đi được. Nhớ anh rồi hả? Bác sĩ Ninh, tạm biệt Simon. Tạm biệt, bảo trọng. Mong là lần sau tôi đến, cô vẫn như thế này nhé. Tôi không già, cô mãi mãi trẻ trung. Anh cẩn thận một chút, không sao. Bên đó chiến tranh suốt, rất nguy hiểm. Anh nhất định phải chú ý đấy. Được rồi, anh biết mà, em phải cẩn thận đấy. Anh về sớm chút nhé, chăm sóc bản thân cho tốt. Có việc gì thì gọi cho anh, đi nhé. Bye bye. Sao cô không giữ anh ấy lại thêm một đêm nữa? Có nhiều người cần anh ấy hơn tôi. Tôi không thể ích kỷ như thế được. Bác sĩ Nguyễn, cô hạnh phúc lắm đúng không? Bác sĩ Ninh lãng mạn thế cơ mà. Lãng mạn á? Sao cô lại nói thế? Tôi từng làm việc với anh ấy ở Mỹ. Trước khi về nước, anh ấy còn kéo tôi đi chọn quà cho cô đấy. Quà? Đi chọn cả một buổi chiều mới chọn được một sợi dây chuyền vừa ý. Cả buổi chiều hôm đó tôi thấy mệt muốn chết luôn. Nhưng anh ấy kỹ tính lắm, còn bảo người ta khắc tên cô lên dây chuyền đấy. Thế mà còn không lãng mạn hả? Không biết bệnh viện này có làm nổi không nữa. Có thể cứu được Nhiếp Tinh về không đây? Đây không phải là bác sĩ Trình sao? Bác sĩ Trình! Bác sĩ Trình! Có chuyện gì thế? Có thể nói cho chúng tôi biết không? Nhiếp Tinh thế nào rồi? Lùi lại một chút đi. Giờ Nhiếp Tinh thế nào rồi? Nhường đường, nhường đường. Rốt cuộc giờ Nhiếp Tinh thế nào rồi chứ? Bác sĩ Trình! Tình hình phổi thế nào? Tạm thời phổi ổn định, nhưng bệnh nhân phủ não nghiêm trọng, không thể kéo dài thêm được nữa. Lượng mannitol đã ở mức lớn nhất có thể rồi. Lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Chú Nhiếp, bởi chú theo tôi ký cam kết. Tôi ký.
Tôi bóc tách thần kinh. Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân thế nào? Ổn định. Lão Bạch, chuẩn bị đóng hộp sọ. Rõ. Huyết áp, nhịp tim bệnh nhân đang giảm nhanh. Tim không đập nữa. Adrenaline 0,5mg tiêm tĩnh mạch. Đã tiêm. Tình hình thế nào rồi? Không có tác dụng. Một mũi nữa đi, 1mg. Đã tiêm. Tình hình sao rồi? Không hiệu quả. Chuẩn bị khử rung tim. Lão Trình. Lão Trình. Bác sĩ Trình, nhiếp tinh, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Trình Châu Vũ. Trình Châu Vũ, em biết anh ở trong đó. Anh mở cửa ra đi được không? Anh không mở thì em đi vào nhé. Giờ tình hình bên ngoài sao rồi? Bố em đang chống đỡ ở ngoài kia. Làm phiền viện phó Đinh quá. Anh hối hận rồi đúng không? Hối hận rồi. Hối hận vì không cưới được em. Nhưng anh không hối hận vì đã cứu Nhiếp Tinh. Có những chuyện bắt buộc phải làm. Đây không phải là câu hỏi lựa chọn, mà là câu hỏi bắt buộc phải trả lời. Giờ anh ra ngoài đối phó với phía phóng viên và truyền thông. Chuyện anh bày ra không thể để viện phó Đinh gánh giúp được. Anh thực sự không định lấy em nữa hả? Thế em lấy anh nhé. Dù sau này xảy ra chuyện gì,
Anh cũng là người của Đinh Ý Viện này. Mãi mãi là thế. Qua đây. Đứa bé này được đưa đến từ hôm qua, nhưng giờ không tìm được người nhà, chỉ còn lại mảnh giấy này thôi. Có hình chụp CT rồi đây. Giấy này được ghi bằng tiếng Trung. Ai viết nhỉ? Chắc là bố mẹ thằng bé viết. Viết tiếng Trung là vì mong bác sĩ Trung Quốc chúng ta có thể cứu thằng bé. Họ còn viết rõ bệnh tình của thằng bé luôn. Họ đã để tâm đến đứa bé này như thế, thì sao lại bỏ nó một mình ở bệnh viện rồi chạy mất chứ? Đợi đứa bé tỉnh lại rồi hỏi sau. Giờ lập tức cho chụp cộng hưởng từ. Tôi đi chuẩn bị. Nhìn hình chụp CT thì hẳn là khối u nằm ở tiểu não. Còn nhỏ như thế này đã mắc bệnh đó rồi. Lúc trước ở Bắc Nhã, mình cũng gặp không ít. Trong số những bệnh nhân ác tính ở trẻ em, tỷ lệ mắc bệnh ung thư não chỉ kém bệnh máu trắng. Hồi nhỏ Ninh Tưởng cũng thế. Đứa bé này còn cứu được không? Chờ kết quả MRI xem sao. Xác định tính chất khối u đã. Thời gian này cậu cần chăm sóc nó nhiều hơn chút đấy. Yên tâm đi, mình đã làm mẹ rồi. Nhất định sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt. Mình đi trước nhé. Tôi không thể đồng ý được. Nhưng bệnh tình của Alpha rất nghiêm trọng. Khối u ở tiểu não của cậu bé cần được loại bỏ ngay. Bác sĩ Nguyễn, tôi biết cô sốt ruột muốn cứu người, nhưng chúng ta bắt buộc phải tìm ra bố mẹ bệnh nhân trước và hỏi xem họ có đồng ý hay không. Thế nếu không bao giờ tìm được bố mẹ cậu bé thì sao? Xin lỗi bác sĩ Nguyễn, tôi thực sự không thể đồng ý được. Có cần tôi giúp gì không? Không sao. Lần này không được lên phó chủ nhiệm thì lần sau còn có cơ hội mà. Anh không nghĩ chuyện đó. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ còn một chút nữa thôi là ca phẫu thuật đã thành công. Anh sẽ cứu được người về. Anh đã cố gắng hết sức rồi mà. Không cần tự trách. Không ai trách anh cả. Anh còn thế này nữa là em đau lòng đấy. Ngoan quá. Ăn đi. Ăn miếng cà rốt nào. Lúc trước tôi đã nói rồi, nếu không nắm chắc 100% thì tuyệt đối không thể nhận Nhất Tinh được. Bây giờ Nhất Tinh đã chết ở Bắc Nhã chúng ta. Dư luận không có lợi cho chúng ta chút nào. Họ nói chúng ta đủ kiểu. Nói cái gì? Nói Bắc Nhã chúng ta còn chẳng bằng bệnh viện nhỏ ở Thụy Ninh. Dù gì lúc ở Thụy Ninh, bệnh tình của Nhất Tinh vẫn ổn định. Chuyển đến chỗ chúng ta xong lại không chữa được mà qua đời. Cũng không biết là do bác sĩ bệnh viện chúng ta không đủ năng lực, hay là có bác sĩ nào đó ham lập công, chọn phẫu thuật không đúng lúc. Chủ nhiệm Sử, bệnh án của Nhất Tinh đã được lưu trữ. Tôi sẵn sàng phối hợp điều tra. Nhưng tôi muốn nói, là một bác sĩ, tôi không thẹn với lòng. Nhưng người quyết định nhận Nhất Tinh đúng là tôi. Cá nhân tôi tình nguyện chịu mọi trách nhiệm. Viện phó Đinh, tôi về làm việc đã nhé. Tôi sẽ đợi kết quả xử lý của bệnh viện. Để làm dịu dư luận, tôi nghĩ nên đình chỉ Trình Châu Vũ. Mọi người có đồng ý không?
Đình chỉ á? Viện pháo này còn chưa nói gì đâu đấy. Sao? Chẳng lẽ viện pháo Đinh còn định bao che cho Trình Châu Vũ trước mặt chúng tôi à? Dù sao cũng là người nhà mà. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc không hay lắm nhỉ? Bao che? Vậy xin hỏi chủ nhiệm sử, rốt cuộc Trình Châu Vũ đã làm sai chuyện gì mà cần tôi bao che? Nhận một bệnh nhân đang nằm chờ chết ở bệnh viện khác là sai à? Chọn làm phẫu thuật trước khi bệnh nhân gặp biến chứng là sai à? Trên bàn phẫu thuật dốc hết sức mình để cứu bệnh nhân cũng là sai à? Trình Châu Vũ không sai, người sai là chúng ta. Tôi biết mọi người ngồi đây đều là lãnh đạo cốt cán của bệnh viện. Mọi người đã quen với công việc bàn giấy, tay cầm bút, chứ không còn là dao phẫu thuật nữa. Nhưng tôi cũng phải nhắc mọi người, lúc trước chúng ta đều là bác sĩ. Nghề bác sĩ này, mạng người là to nhất. Tất cả lợi ích, hư danh đều không quan trọng bằng mạng người. Giờ tôi nói rõ luôn, ai dám động vào Trình Châu Vũ thì đuổi được tôi đi rồi nói tiếp. Châu Vũ, đừng tự trách mình nữa. Là bác sĩ, cậu đã làm việc mình nên làm rồi. Thế là không phải hổ thẹn với ai hết. Lão Trình, sao thế? Lão Ninh, còn sống hả? Có chuyện gì mau nói đi. Gọi mạng quốc tế đắt lắm đấy. Không có việc gì. Không có việc gì thì không gọi được cho cậu hả? Quan tâm đến cậu một chút, tiện thể hỏi cậu cái này luôn. Mấy tháng tôi đi vắng, Cuba thế nào? Cậu nghĩ rời cậu ra là cả thế giới phải dừng lại hả? Giờ Cuba ổn lắm, ổn hơn cả lúc cậu ở đây luôn. Thế thì tốt, nhờ cậu cả đấy. Tiếp tục cố gắng nhé. Bên tôi còn có ca phẫu thuật, tôi cúp máy đây. Khoan đã, có câu này lúc trước tôi vẫn muốn hỏi cậu. Bình thường lúc cậu rảnh thì hay lên sân thượng làm gì? Cho yên tĩnh. Mùa hè có thể phơi nắng, mùa đông có thể hóng gió lạnh. Đơn giản thế thôi à? Cậu hỏi cái này làm gì? Cậu tưởng tôi định nhảy xuống hay gì? Vậy cậu cứ nhìn xa xăm là đang nhìn cái gì chứ? Thả lỏng vùng cơ mắt, điều tiết thị lực. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh chúng ta suốt ngày nhìn kính hiển vi, mắt không chịu nổi đâu. Nhìn ra xa cho mắt nghỉ một chút. Vậy hả? Được. Vậy cậu bảo trọng nhé. Được rồi, tôi cúp máy đây. Có cần giúp gì không? Các anh là ai? Alpha. Alpha. Đứng yên. Đứng yên. Không, dừng lại đi. Anh không thể đưa cậu bé đi được. Đừng có quay đầu lại. Cậu bé có khối u trong não. Nếu không phẫu thuật thì sẽ chết. Anh là ai? Anh là ai? Chữa khỏi cho con tôi. Nếu không chúng tôi sẽ cho nổ bệnh viện. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đi đi.
Cô hiểu không? Đi đi. Tên anh là gì? Tôi là Ba Blue. Cẩn thận. Ngủ đi. Nhắm mắt vào nào. Bé ngoan. Vào đi. Bác sĩ Nguyễn, ngồi đi. Ba Blue là ai? Ba Blue hả? Rốt cuộc anh ta là ai? Tôi biết nhiều người tên là Ba Blue lắm, nhưng người nổi tiếng nhất là thủ lĩnh đội quân vũ trang lớn nhất Dire. Quân chính phủ đang tìm anh ta. Nghe nói người này giết người không chớp mắt, quen thói bạo ngược. Đấy là bố của Alpha. Ôi trời ơi! Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên giao Alpha cho quân chính phủ thôi. Không, 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 xin cô. Ba Blue cảnh cáo tôi nếu làm như thế, anh ta sẽ cho nổ cả bệnh viện. Lính của người đàn ông đó đang ở gần bệnh viện, quan sát tất cả mọi người. Cô hiểu không? Nổ ư? Không ngờ đứa bé đó lại có thân phận như vậy. Chuyện liên quan đến tình hình của cả Dire. Đến anh rồi. Okay. Được. Sao thế? Alo, thầy Ninh à? Sao thế? Em nói đi. Lưu Tranh. Em đây. Chuyện là bệnh viện mới nhận một đứa bé 7 tuổi. Hình chụp CT và MRI cho thấy trong hộp sọ đứa bé này có khối u. Cho nên em muốn thảo luận với anh về phương án chữa trị. Em gửi cho anh xem nhé. Alo, Lưu Tranh à, thế nào? Anh xem rồi, khối u ở tiểu não bắt buộc phải phẫu thuật ngay. Vị trí liên quan mật thiết đến thân não, rất có khả năng sẽ không cắt được hết, sẽ còn phải tiếp tục hóa trị. Em phán đoán giống y như anh, thế nên phải phẫu thuật ngay đi. Vâng. Sao anh nghe giọng của em cảm giác như em không vui lắm nhỉ? Em không sao chứ? Không sao. Em làm phẫu thuật được mà. Có ý tưởng gì thì cứ thảo luận với anh nhé. Được chứ? Vậy em cúp máy nhé. Được. Tạm biệt. Xin chào. Có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ các anh cần nói chuyện với viện trưởng đã. Có chuyện gì vậy? Bí mật quân sự. Xin hãy để chúng tôi vào. Jeff. Tôi nghĩ họ đến để tìm Alpha.
Cô đã nói cho họ hả? Lưu Tranh, cậu đi đâu vậy? Đợi tôi ở đây đi. Khoan đã. Khoan đã. Anh không thể làm như thế được. Cô là ai? Tôi là bác sĩ của cậu bé. Cậu bé cần ở lại bệnh viện để chữa trị. Xin lỗi, nhưng tôi phải đưa cậu bé đi. Nếu anh cứ khăng khăng làm thế, tất cả mọi người đều sẽ chết. Tôi phải đưa cậu bé đi ngay bây giờ. Không được. Xin lỗi. Bình tĩnh nào. Ở đây toàn là phụ nữ và trẻ em. Nếu anh kiên quyết đòi đưa đứa bé đi, sẽ có người giết chết chúng tôi. Ai? Bố cậu bé. Bố cậu bé. Thả dây dài, bắt cá lớn. Chúng ta đi. Cảm ơn. Không phải, cậu vừa bảo mình là bố của Alpha là thủ lĩnh phe vũ trang đối lập, tên Pablo. Nghe nói Pablo là nhân vật đáng sợ lắm, không nên chọc vào. Ừ hay, Nguyễn Lưu Tranh, chuyện lớn thế này mà cậu lại giấu bọn mình sao? Đâu có, mình vốn định chữa khỏi cho thằng bé xong thì để Pablo âm thầm đưa nó đi. Vậy thì Jeff, sự an toàn của bệnh viện phải được đặt lên hàng đầu. Mong anh nhớ cho. Được, được. Tôi sẽ chú ý. Vào đi. Viện trưởng, Jeff, anh ngồi lại đây đi. Mời ngồi. Cảm ơn, cảm ơn. Có chuyện này tôi cần nói rõ với mọi người. Tôi không hề báo tin cho quân chính phủ. Tôi ở Dire 8 năm rồi. Tôi hiểu rõ thế nào là lợi, là hại. Jeff có thể làm chứng. Anh ấy cũng không biết là ai đã nói lộ ra. Mọi người, tôi xin thề. Tôi thực sự không biết. Xin lỗi. Tôi hiểu lầm cô rồi. Hôm đó cô và Ninh gặp vụ đấu súng. Có lẽ đó cũng là một dấu hiệu cho chuyện ngày hôm nay. Trong trận chiến đó, những người bị bắn chết đã khiến quân chính phủ chú ý. Pablo luôn muốn tấn công khu vực Đông Nam. Đó là khu vực chính trị quan trọng. Mục đích thực sự của hắn hẳn là bệnh viện quốc tế. Hắn muốn giành quyền khống chế bệnh viện, sau đó chữa bệnh cho Alpha. Nhưng kế hoạch thất bại. Cuối cùng hắn buộc phải đưa Alpha đến bệnh viện chúng ta. Nếu nói như vậy thì mọi chuyện hợp lý rồi. Pablo có vẻ rất quan tâm đến con mình. Thế thì đáng ra nên để quân chính phủ đưa đứa bé đi. Nếu Alpha bị quân chính phủ đưa đi, thằng bé có thể phát bệnh và chết bất cứ lúc nào. Cậu nói đúng đấy. Alpha không thể đi được. Vậy tiếp theo phải làm sao đây? Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức chữa bệnh cho Alpha thôi. Có điều này tôi không hiểu được. Tại sao người của quân chính phủ lại không đưa Alpha đi? Tại sao? Thả dây dài bắt cá lớn. Thả dây dài bắt cá lớn. Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à? Ngày mai phải làm phẫu thuật cho Alpha rồi. Cô nghĩ kỹ chưa? Chuyện mỗi lúc một khác mà. Tôi sợ cuối cùng người của quân chính phủ đổi ý. Tốt nhất là cô bàn với Ninh Chí Khiêm đi đã. Hoặc là để Ninh Chí Khiêm làm phẫu thuật. Tôi cũng muốn để anh ấy làm lắm. Hôm nay tôi gọi cho anh ấy rồi. Nhưng bây giờ anh ấy thực sự không đi được. Anh ấy nói anh ấy tin tôi. Không phải là tôi không tin cô. Chỉ là tôi thấy Ninh Chí Khiêm là thầy của cô. Dù là kinh nghiệm phẫu thuật
hay khả năng đối mặt với các tình huống đột ngột, anh ấy đều vững hơn. Bablu là một người vô cùng tàn bạo. Alpha lại là con trai bảo bối của hắn. Nếu ca phẫu thuật xảy ra chuyện gì, thì hắn không tha cho cô đâu. Tôi là một bác sĩ. Dù là ai đi nữa, tôi đều sẽ cố hết sức để cứu chữa. Tôi tin cô. Dùng dao nhanh gọn chuẩn xác, Lưu Tranh. Càng ngày càng ra dáng đại tướng rồi đấy. Kẻ bắp khối u. Khay. Kim chỉ. Im lặng. Thằng bé thế nào rồi? Anh là Bablu à? Thằng bé sao rồi? Ca phẫu thuật rất thuận lợi. Anh đang làm gì vậy? Anh không thể đưa cậu bé đi được. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Cậu bé không thể rời bệnh viện được. Tránh ra. Không được. Đừng mà. Xin anh đấy. Đừng. Lùi lại. Ninh Chí Khiêm, anh đừng qua đây. Không có bác sĩ bên cạnh, cậu bé có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi có thể đi cùng anh. Ninh Chí Khiêm, anh đừng đi. Ninh Chí Khiêm, đưa hắn đi. Đi, đi. Đóng cửa vào. Nhanh lên. Ninh Chí Khiêm. Ải Phi, tại sao cô lại đưa Ninh Chí Khiêm đến? Chuyện lớn như vậy mà cậu có định giấu Ninh Chí Khiêm sao? May mà Ải Phi đưa anh ấy đến, nếu không có khi cậu chết luôn rồi đấy. Liệu Ninh Chí Khiêm có gặp nguy hiểm không? Bây giờ Alpha cần bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc. Chỉ cần Alpha còn sống, tạm thời Ninh Chí Khiêm sẽ không sao. Nhưng... nhưng gì cơ? Nếu Alpha gặp chuyện ngoài ý muốn, với tính cách của Bablu, e là Ninh Chí Khiêm lành ít dữ nhiều. Viện trưởng, tôi có vài điều cần thông báo. Họ đã hứa sẽ cứu bác sĩ Ninh về bằng mọi giá. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Ninh Chí Khiêm ở hiền gặp lành, không sao đâu. Về trực đi. Mình muốn ở lại đây một chút. Đi đi. Vậy cô cũng nghỉ sớm đi nhé. Vào trong sớm đi. Đi thôi.
Xin chào bác sĩ Nguyễn. Xin chào Jeff. Bác sĩ Ninh sẽ ổn thôi. Tôi cũng rất buồn vì chuyện của bác sĩ Ninh. Tôi kể cô nghe chuyện này nhé. Lần đầu tiên gặp bác sĩ Ninh, tôi không ưa lắm. Cô biết đấy, anh ấy luôn rất nghiêm túc, thậm chí còn chẳng chịu cười. Nhưng những gì anh ấy làm cho bệnh nhân và lũ trẻ, tôi lại thấy vô cùng kính trọng anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Dù anh ấy đang ở đâu, Thượng Đế cũng sẽ bảo vệ anh ấy. Cô biết không, khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi luôn cầu nguyện cho tôi. Khi tôi gặp rắc rối, khi tôi ốm, bà ấy sẽ cầu nguyện cho tôi. Thế là tôi vượt qua như một kỳ tích. Cho nên chúng ta cùng cầu nguyện cho bác sĩ Ninh nhé. Được chứ? Chỉ dành cho anh ấy thôi. Thưa Thượng Đế, chúng con xin cầu nguyện cho bác sĩ Ninh. Mong mọi chuyện đều ổn. Anh ấy được bình an, dù anh ấy ở nơi đâu, dù bây giờ anh ấy đang làm gì, dù họ đưa anh ấy đi đâu chăng nữa, con xin người, con xin cầu cho anh ấy bình an vô sự, bình an về lại bên chúng con. Xin cầu cho anh ấy bình an vô sự, bình an về lại bên chúng con. Amen.